Xin chào các bạn, đây là chiếc máy cẩu. Chà, rất là to nha, máy cẩu đấy. Đây, đây là cái ủi đất. Đây là cái ủi đất, dùng để ủi đất nè. Chà chà, rất là khỏe. Đây là đèn nè, đèn xi nhan nè, đèn sau nè. Và kia là ống khói nè. Đó. À, chiếc bánh lốp nè. Chiếc bánh lốp to quá. Đây. Gầm máy cẩu đấy. Cabin. Đây là cabin của máy cẩu đấy. Cabin này, tay lái này. Đấy. Các bạn có nhìn thấy tay lái kia không? Đèn nè, đèn pha nè. Đèn xi nhan nè, đèn xi nhan nè. Cánh cửa đây. Đây là cánh cửa máy cẩu nè. Đây là cái gương nè, đây các bạn nhìn thấy cái gương chiếu hậu đấy. Và đây là cái hộp đựng các cái dụng cụ để sửa chữa máy cẩu này. À, đây là cái chấn bùn nè, để khi máy cẩu đi bùn đỡ bắn lên cabin này. Đây là bánh trước để lái nè, đấy bánh trước để lái này. Đây là cái để đặt cái múc lên này. Đấy, còn đây là cái cần này. Cái cần để cẩu này. Đó, ai chả chả cần vàng đó. Đó. Trên cái cần cẩu lại có đèn này. Đó, cái cần cẩu đó. Kiểu ấy. Đây. Đây là cái gầu múc đất này, ai chà, khổng lồ chưa, đất lớn quá, đang chuẩn bị múc đất. Các bạn thấy mấy cả quái, thật tuyệt vời. Mấy cậu của chúng ta. Đây là cái máy này, động cơ để chỗ này này. Đó. Đây, động cơ để chỗ này. Động cơ máy cẩu để đấy. Đây là cái gương này, đấy. Hai bánh trước. Chỗ này là máy cẩu tản nhiệt này, tản nhiệt này. Máy cẩu bên trong này, cơ bên trong đấy. Tuyệt vời.
đây là bình xăng này, bình xăng của máy cạo đấy, chắn bùn này, chắn bùn của máy cạo này. Rồi, bây giờ thì xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng tớ nha. Xin chào tạm biệt.